Kính thưa quý vị, là có một sự trùng hợp xảy ra là hai đội hiện tại đang hòa nhau, tỷ số là 2-2, chưa có đội thắng và chưa có đội thua. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn một đối thủ với đội bên kia đi. Xin mời. Em. Chọn ai? Anh Đức. Phải là anh Đức. Phải là anh Đức. Mãi mãi là anh Đức. Anh ơi, tại phải sao phải vòng nào chơi mà mỗi lần chọn á là em không có quyền lựa chọn luôn á? Chủ động đúng không? Rồi dạ, lúc nào cũng ban ra chủ động hết luôn. Không có quyền lựa chọn đâu. Không, tại sao? Chúng ta sẽ có đối thoại, mỗi người hỏi người kia một câu. Đến khi nào có người thua thì người thua đó sẽ ngồi đây được ăn. Wow. Và người thắng bịt mắt đút cho người thua ăn mì tương đen. Được làm sao cũng được. Cố lên anh Đức, cố lên. Chẳng lẽ anh để thua hoài vậy anh Đức? Ngoài cái tên anh Đức, hãy kể tên ba người em đã từng yêu. Ba người em đã từng yêu trong showbiz. Hoa Minh Đạt, Trương Thế Vinh, Trường Giang. Đúng rồi, anh em có yêu là sai rồi đó, yêu thương anh được mà. Em thương Trương Thế Vinh được mà, phải nói là bạn trai cũ. Ngôn từ của tiếng Việt. Dạ, có thể nói là em yêu anh Giang lắm, em yêu anh Vinh lắm, em yêu thương các anh ấy lắm. Thì cũng đúng mà. Tại sao anh quen chị Dạ một năm mà anh không có lay được cái sự mưu mẹo của chị nhỉ? Chị Dạ là anh dạo này níu rồi, não níu lắm rồi. Rồi, hỏi ngược lại. Hãy kể tên ba người hàng xóm của em. Ba người hàng xóm của em. Cô ba. Sai. Cô bảy. Sai. Với lại gì qua. Gì qua. Không hề có ba người đó. Kể đại. Đại là sai rồi. Anh Đức thua. Mời cặp tiếp theo. Ủa nó kiếm gì thua rồi. Thua rồi. Chị với lại Thiên Ngân kìa. Đó, hai người phốt phát chơi nhau nè. Phốt phát. Phốt phát. Ai hỏi trước? Xem sao. Chị trước. 3, 2, vô. 2, 3. Rồi. Em thua. Thua hỏi trước. Hãy trả lời ba điều em không thích ở Lâm Vi Dạ. Lầy. Bây giờ 6. 6. 6. Đúng rồi. Ngắt rồi. Dạ nói vậy đó. Ngắt rồi. Lầy vô. Rồi hỏi ngược lại. Chị trong vòng 5 giây hãy kể cho em biết ba nam nghệ sĩ chị muốn khung nhất trong showbiz. Chị muốn khung nhất trong showbiz. Trường Giang, Trương Thế Vinh, Anh Đức. Rồi là thử em coi đi. Thôi em thử cái yêu cầu em. Cái đó em nói là kể tên thôi mà. Tiếp tục, chưa có phần thắng bại. Kể tên ba người đàn ông trong showbiz mà em muốn làm vợ. Muốn làm vợ? Nói luôn, Quang Trung, Xuân Phạm, Trúc Nhân. Kể cái gì đâu không à. Đúng rồi, người ta muốn gì đâu mà ai chấp nhận em. Thì người ta muốn mà em thích. Những người đó. Em muốn thôi mà. Nhưng mà người ta có thích hay không, chuyện của người ta chứ. Đúng rồi. Rồi hỏi ngược lại, nếu thắng là thắng luôn. Trong 5 giây chị hãy kể tên ba cái cầu ở Tiền Giang. Ba cái cầu ở Tiền Giang. Nó cao, hoàn toàn hợp lý. Rồi, ba cầu là ba cầu gì? Cầu Ấp Bắc, cầu Gò Khoai, cầu Chợ Lớn. Chính xác. Hay. Cầu Ấp Bắc ở đâu? Cầu Ấp Bắc là ở dưới Ấp Bắc. Cầu Gò Khoai. Cầu Gò Khoai là đi sâu hơn Ấp Bắc 7 km. Cầu Chợ Lớn. Cầu Chợ Lớn là gần Chợ Lớn. Chợ Lớn nào? Chợ Lớn ở dưới quê em, chứ không phải Chợ Lớn ở đây. Rồi. Nó kể về quê nó. Quê nó ở Tiền Giang. Rồi, cả Như thua. Đúng. Yeah. Như vậy là đội mình toàn thua. Yeah.